Do ảnh hưởng của dòng chảy, đoạn đê Tả Thao thuộc địa bàn xã Thanh Minh và phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ bị sạt lở nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án kè khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, tài sản và công trình thủy lợi. Dự án có tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng. Sau hơn 2 tháng thi công khẩn cấp, đến nay công trình đã hoàn thiện trên 80% khối lượng. Kè Thanh Minh có chiều dài gần 1,6 km, cao 14 m, bề mặt rộng 7 m. Để hoàn thành công trình theo kế hoạch, đơn vị thi công đang tập trung phương tiện, thiết bị và vật liệu, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.